Giai đoạn 2016-2020, kinh phí thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh hơn 8.600 tỷ đồng, trong đó chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững khoảng 1.400 tỷ đồng, các chính sách dự án, chương trình hỗ trợ giảm nghèo khác trên 7.000 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ mạng lưới cộng tác viên 3 tỷ đồng, ngoài ra huy động xã hội hóa khoảng 158 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân hỗ trợ thực hiện đầu tư hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã nghèo qua đó góp phần tạo điều kiện cơ hội cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2021-2025, từ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương, Ủy ban dân tỉnh đã phân bổ, giao cho các đơn vị địa phương hơn 630 tỷ đồng, tiếp tục thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.